lòng cho vui hay sống không xa. Gia đình Tiếng Hát Mãi Xanh và Vũ Đoàn Phương Việt đã gửi đến chúng ta một bản hợp ca gợi nhớ rất nhiều về màu sắc, một trong những tiết mục đáng nhớ của Tiếng Hát Mãi Xanh những mùa giải trước, ca khúc Trở Về Dòng Sông Tuổi Thơ. Và xin được kính chào mừng quý vị và các bạn đang đến với đêm thi chung kết thứ hai cuộc thi Tiếng Hát Mãi Xanh 2015. Kính thưa quý vị, cuộc thi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty truyền thông Mayquy phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhãn hàng sâm Alipass Platinum. Và thưa quý vị và các bạn, đêm thi thứ hai của chúng ta diễn ra cũng là một hoạt động trước thềm dịp chúng ta kỷ niệm 90 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, ngày 21 tháng 6 năm 1925, ngày 21 tháng 6 năm 2015. Và thay mặt cho những người thực hiện chương trình, cho phép chúng tôi xin được kính chúc tất cả các anh chị nhà báo sẽ có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, cũng như là giữ mãi được cái tâm huyết đối với nghề nghiệp cao quý mà mình đã chọn lựa và theo đuổi. Kính thưa quý vị và tham dự chương trình tối ngày hôm nay, chúng tôi trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Quý Hòa, Thành ủy viên, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng hân hạnh đón tiếp sự hiện diện của đông đảo các quý vị yêu thích âm nhạc, yêu thích cuộc thi Tiếng Hát Mãi Xanh, cũng như là đông đảo quý vị khán giả đang theo dõi chương trình qua màn ảnh HTV9 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và những giây phút đầu tiên này, cho phép chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ban giám khảo chuyên môn của cuộc thi. Trân trọng đón tiếp nhạc sĩ Trần Long Ẩn, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban giám khảo chuyên môn.
Trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Trân trọng giới thiệu tiến sĩ Văn Thị Minh Hương, giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Phú Quang. Và vị giám khảo khách mời của đêm thi ngày hôm nay, nhạc sĩ Quốc Trung. Chúng tôi cũng trân trọng giới thiệu các thành viên của ban giám khảo báo chí, nhà báo Cao Minh Hiển, trưởng ban văn hóa văn nghệ báo Thanh Niên. Trân trọng giới thiệu nhà báo Hữu Thân, trưởng ban văn hóa văn nghệ báo Người Lao Động. Trân trọng giới thiệu nhà báo Cẩm Lệ, trưởng ban văn hóa văn nghệ báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng giới thiệu nhà báo Xuân Thái, chủ nhiệm câu lạc bộ phóng viên văn hóa nghệ thuật Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh. Và trân trọng giới thiệu nhà báo Quỳnh Nguyễn, ban văn hóa văn nghệ báo Tuổi Trẻ. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng theo dõi một đoạn phim ngắn ghi lại cho chúng ta một số những hình ảnh về không khí của đêm thi của tuần rồi, đêm thi đầu tiên. Ai đã từng đi qua sông Cửu Long Giang sông chào lưu xoay, Cửu Long Giang sông chào lưu xoay. Ai đã từng nghe tiếng kêu đoàn 304. Phải cái xa anh, em chỉ có bao tố. Nếu phải cái xa anh, em chỉ có bao tố. Ôi xinh đẹp tổ quốc của ta, anh lắng nghe bao lời ân. Phía trước với cách xử lý tốt giọng hát và lay động đến người xem đã giành được giải thưởng thí sinh được yêu thích nhất do khán giả nhắn tin bình chọn. Với sự tự nhiên trong cách thể hiện và giọng hát đầy hùng hồn, khỏe khoắn, thí sinh Vũ Văn Quảng với ca khúc Tiểu đoàn 307 đã nhận được giải thí sinh có phần giới thiệu mình ấn tượng nhất trong đêm 1 do giám khảo báo chí bình chọn. Và vừa rồi là những hình ảnh đáng chú ý về đêm chung kết 1 của cuộc thi tiếng hát Mãi Xanh 2015. Và đến với đêm chung kết 2 ngày hôm nay thì bài hát mở đầu là Trở về dòng sông tuổi thơ cũng đã phần nào thể hiện tinh thần của đêm chung kết này, khi mà các thí sinh sẽ thể hiện những ca khúc mang âm hưởng dân ca hoặc những ca khúc về quê hương đất nước, và đại diện ban giám khảo chuyên môn sẽ có phần nhận xét sau mỗi phần thi.
Và thí sinh nào sẽ trở thành thí sinh thể hiện ca khúc về quê hương đất nước hay âm hưởng dân ca truyền cảm nhất do ban giám khảo báo chí bình chọn, hay thí sinh nào được yêu thích nhất đêm thi ngày hôm nay do khán giả bình chọn, tất cả chúng ta sẽ được biết vào cuối đêm thi này. Và trước hết thì mời quý vị cùng xem qua cách thức nhắn tin bình chọn cho các thí sinh cũng như là thông tin về những phần quà may mắn dành cho quý vị. Chọn cho thí sinh mà bạn yêu thích nhất, hãy soạn tin nhắn với mã số thí sinh gửi đến tổng đài 8534. Giải thí sinh được yêu thích nhất mỗi đêm sẽ được công bố vào cuối mỗi đêm thi. Tham gia nhắn tin, quý vị có cơ hội là một trong hai khán giả may mắn nhận được giải thưởng 5 triệu đồng tiền mặt cùng với 3 tháng sử dụng Song Alipass Platinum. Riêng đêm gala Tiếng Hát Mai Xanh 5 năm tranh giải Quán Quân Xanh, hai khán giả may mắn sẽ nhận được 8 triệu đồng tiền mặt cùng 3 tháng sử dụng Song Alipass Platinum. Thưa quý vị và các bạn, và giờ phút này đây thì tổng đài nhắn tin đã chính thức mở ra để tiếp nhận những tin nhắn của quý vị. Và giải thưởng dành cho hai thuê bao may mắn tham gia nhắn tin bình chọn cũng sẽ được công bố vào cuối đêm thi ngày hôm nay. Và xin quý vị lưu ý là mỗi thuê bao chỉ được nhắn tối đa là 20 tin nhắn cho mỗi thí sinh. Và tất nhiên thì quý vị cũng có thể nhắn tin cho nhiều thí sinh nếu quý vị thấy họ xứng đáng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh đầu tiên, chú Dương Hữu Hùng, 71 tuổi, đến từ Nha Trang, mã số 02. Tiếng buồn về.
vừa đến với giọng hát đầy cảm xúc của thí sinh Dương Hữu Hùng với bài hát dự thi Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng. Xin được trân trọng kính mời nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu có đôi lời nhận xét. Bài hát Hà Nội Niềm Tin Hy Vọng là có thể nói là một trong những bài hát rất hay thời đến chống Mỹ mà tôi nghe rất nhiều người, nhiều thanh niên hát, nhưng mà đa số là nghe từ 50 tuổi trở xuống thôi. Hôm nay mới được nghe một thanh niên 71 tuổi mà lại hát. Nếu mà tôi đừng nhìn lên sân khấu thì tôi cho đây là một thanh niên 35 tuổi thôi. Đấy. Hay lắm, hát hay lắm. Mà tôi nhớ là hình như là đêm hôm trước anh hát bài Thuyền Ngoài Biển, anh hát lại rất đúng lời. Tức là khi phải cách xa anh, em chỉ còn bỏ tố. Đúng y như lời thơ của Xuân Quỳnh. Chứ còn mấy ông nam hát, ông trở lại, tôi thấy ông đi uống cà phê chứ có bỏ tố gì đâu. Cho nên tôi thấy anh là người có văn hóa, biết chọn lời, chọn nhạc hát. Mà hôm nay bài hát hay, tôi hy vọng anh hát rất hay. Tôi tin rằng anh sẽ được, thôi không dám nói. Dạ, anh sẽ được một trong ba giải à. Không nhất thì nhì, không nhì thì ba. Kiểu gì cũng có một trong ba giải, nhất nhì ba bản ha. Để cho ban tổ chức rồi. Dạ, tại vô đây thì kiểu gì cũng có một trong ba giải rồi, bác yên tâm. Chúc mừng anh. Dạ, cảm ơn nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Vâng, và nếu quý vị yêu thích thí sinh 71 tuổi có giọng ca 35 tuổi này thì hãy nhắn tin mã số 02 đến tổng đài 8534. Xin được cảm ơn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thí sinh tiếp theo, mã số 03, chú Bùi Trần Quyền, 67 tuổi, đến từ Hà Nội. Của tôi dòng sông ngày ấy, bạn bè tôi gục ngã dưới chân cầu, tuổi 20 chưa một lần hò hẹn, tuổi 20 chưa một vòng tay yêu thương, chỉ có nỗi nhớ quê hương xanh màu linh và giấc mơ một lần về trên con đường nhỏ để nghe tiếng mẹ ru sao động chưa hè. Ôi giấc quá nhỏ nhoi, bao nhiêu năm rồi chiến tranh đã rời xa, trời vẫn xanh như thuở nào, quá xa rồi còn ai quên ai nhớ, người con gái vẫn hồn nhiên cười đùa trong gió. Một ngày sau những bon chen, một mình bên ly rượu đắng, kỷ niệm của tôi ùa về một dòng sông loang dòng máu đỏ, bè tôi gục ngã dưới chân cầu, bao nhiêu năm rồi
sai như thuở quá xa rồi, còn ai quên ai nhớ người con gái vẫn hồn nhiên cười đùa trong gió. Một ngày sau những bon chen, một mình bên ly rượu đắng, niềm của tôi ùa về một dòng sông loang dòng máu đỏ, bạn bè tôi gục ngã dưới chân cầu, bạn bè tôi gục ngã dưới chân cầu. Kính thưa quý vị, ca khúc Kỷ niệm của tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, qua phần thể hiện của thí sinh Bùi Trần Quyền đến từ Hà Nội. Và thưa quý vị, người ta nói rằng là khi một thí sinh quyết định chọn một ca khúc của một thành viên trong ban giám khảo thì đó là một quyết định hết sức là dũng cảm, bởi vì hoặc là sẽ được rất khen, hoặc là ngược lại. Bây giờ thì chúng ta rất là muốn là tác giả sẽ có đôi lời nhận xét xem đó là sẽ ngã theo hướng nào ạ. Như chị Quỳnh Hương nói là chọn một tác giả ngồi đây là dũng cảm rồi, nhưng mà anh thí sinh Trần Quyền này thì nếu mà không biết là anh có biết không, nhưng mà anh nếu anh biết cái chuyện đó thì anh hai lần dũng cảm. Tại vì cái bài này lần đầu tiên khi mà ra mắt cái bài này ấy, thì có nhiều người ta bảo tại sao lại như thế, người ta nói về những chiến công là phải là những vinh quang những này khác thì tại sao lại nói về cái mất mát này, nhưng mà người ta quên mất một điều là để có cái cuộc chiến thắng hôm nay ấy, là có bao nhiêu người lính đã ngã xuống rồi. Và có những người lính thì còn chưa được tìm thấy tên cơ. Thế thành ra là những cô còn chưa tìm thấy mộ đó, thì tôi viết là cái về cái sự hy sinh thẳm sâu, cái đó mới là vĩ đại nhất. Để có một ngày hôm nay thì phải có bao nhiêu người ngã xuống như thế. Và tôi viết là từ cái xuất phát của tôi. Tôi có một người cháu mà đến bây giờ tôi tìm mà vẫn chưa thấy ngôi mộ đâu cả. Mà cháu là con một ông anh cùng bố khác mẹ với tôi, cho nên hai người bằng tuổi nhau và học cùng lớp. Mà tôi đã đi Quảng Trị 5 lần này. Nhưng mà khi tôi hát bài này ở Quảng Trị thì hoặc là hát ở ngã ba Đồng Lộc ấy, thì khán giả rất là xúc động. Và tôi cũng thấy rằng là thôi thế thì mình cũng là nói được một cái điều gì đấy. Vì cái dân tộc này nó vĩ đại, là những người chiến thắng trở về, nhưng mà còn có cả những người không bao giờ trở về nữa. Đấy mới là cái đóng góp ghê gớm nhất. Và tôi thì tôi viết là hoàn toàn là đấy. Thì lúc đầu tiên có người ta cũng ngại lắm. Ngay đây có anh Trần Long Ẩn lúc đó, ở hội nhạc sĩ cái bài này khi mà thi thì các anh ấy cũng có khen, nhưng mà anh bảo nhưng mà nói như thế này là gay quá, nhạy cảm quá, thì anh cho giải ba thôi. Thế mà để cho an toàn cho cả các anh mà an toàn phải cho tôi nữa. Thế tôi cũng rất cảm ơn các anh là cũng lo cho tôi, nhưng mà nó không có gì an toàn cả. Nếu các anh chị hiểu rằng là cái cuộc thắng lợi này mà không có những sự hy sinh đó thì không bao giờ có cái thắng lợi này. Nếu hiểu thế thì sẽ thấy rằng bài này là thực ra là anh Trần Quyền là hơi liều, nhưng mà là cái liều đúng. Thế thành ra là tôi thấy rằng là bài này là bài khó, tại vì tôi viết thì thường thường là tôi viết hết cái giọng người. Thành ra với bài hát của tôi thường là hát khó, thì hôm nay thì tôi đánh giá là anh quyết hát như thế, tức là tôi thấy là thứ nhất là trước hết là tôi cho điểm về dũng cảm, cái thứ hai là dũng cảm nhưng mà đúng. Dũng cảm mà đúng ạ. Xin được cảm ơn nhạc sĩ Phú Quang. Vâng, và hãy ủng hộ cho sự dũng cảm của thí sinh Bùi Trần Quyền bằng cách nhắn mã số 03 đến tổng đài 8534 thưa quý vị. Và bây giờ xin được cảm ơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh cuối cùng của bảng A, chú Vũ Văn Quảng, 70 tuổi, đến từ Hải Phòng, mã số 01. Thank you.
ta ngược thuyền ta xuôi giữa dòng ngược bạc đi theo ta bơi ai mập ai pha đôi cho nước này ta mặc gương soi họ say mà nửa kiếp ôi hiền quan nhập mái xuân sang mái kèo nhịp đời sinh sôi thuyền về mà về mới ôi à nặng lưới đây là cá nặng lưới đây ôi à Văn Quảng với bài hát dự thi Hồ trên núi. Và thưa quý vị, mỗi một thí sinh thì nhận được hai quyền trợ giúp trong ba đêm thi tùy chọn, đó là một là bè và hai là dựng múa. Và ngày hôm nay thí sinh Vũ Văn Quảng đã chọn quyền hỗ trợ dựng múa cho ca khúc này. Xin được kính mời nhạc sĩ Quốc Trung có đôi lời nhận xét ạ. Chào các cô, các chú, các anh, các chị. Chào chú. Hôm nay tôi đến đây mới là lần đầu tiên và cũng thực sự là chưa theo dõi nhiều chương trình Tiếng Hát Mãi Xanh. Nhưng mà việc đầu tiên thì cũng ngứa nghề, cũng muốn góp ý một chút với ban tổ chức là xếp các cô các chú vào bảng thì là đủ rồi. Nhưng mà đọc cả tuổi thì có lẽ là không nên, bởi vì nếu mà không đọc tuổi chú ấy, thì chú sẽ có còn rất là nhiều cơ hội của các cô, các thiếu nữ hâm mộ. Mà đọc tuổi thì các cô lại bị mặc cảm. Dạ không, cho em nói một ký chỗ này thôi, em minh oan thôi. Càng đọc tuổi ra lại càng hấp dẫn ạ. Bởi vì như vậy mà còn trẻ trung, căng tràn, sức trẻ vậy thì tốt lắm anh. Thế thì cũng được, cũng có hai, cũng có lý do. Thế điều thứ hai là theo cháu biết thì các cô ở Hải Phòng thì thường là rất là ghê gớm, rất là dữ. Mà cháu nhìn cái cách hát của chú thì cháu thấy là chú điều khiển rất là giỏi, rất là cháu cảm giác là của một thanh niên đang
tán tỉnh một cô gái nào đấy, hoàn toàn không phải là một thanh niên 71 tuổi giống như là bác Điều đã nói. Và cháu tin là cô hay là vợ chú ở nhà thì nếu mà nghe chú hát hoặc lúc nào mà giận thì chú cứ núi ơi núi là sẽ trôi ngay. Và xin chúc mừng chú. Xin cảm ơn nhạc sĩ Quốc Trung. Quý vị có thể nhắn tin ủng hộ cho chú Vũ Văn Quảng bằng cách nhắn số 01 gửi đến tổng đài 8534. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với các thí sinh bảng B, bảng xanh xanh. Với thí sinh bắt đầu là mã số 05, thí sinh Đinh Văn Long, 57 tuổi, hiện đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh.
Kính thưa quý vị, ca khúc Màu Hoa Đỏ qua phần thể hiện của thí sinh Đinh Văn Long đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin được kính mời nhạc sĩ Trần Long Ẩn sẽ có đôi lời nhận xét. Tôi rất thích anh Đinh Văn Long trình bày cái tác phẩm này. Ở anh nó cái giọng rất là đẹp, âm lực rất là ổn định, tức là càng lên âm khu cao, giọng sáng, khỏe. Đấy. Thì tôi cho rằng đây là một cái ưu thế, nhưng ưu thế thứ hai đó là anh vừa hát và diễn nữa. Trên sân khấu truyền hình mà chúng ta hát, diễn rất là đẹp, như một nghệ sĩ thực thụ. Tôi xin chúc mừng anh. Xin cảm ơn nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Và nếu quý vị yêu thích giọng ca này thì xin hãy gửi tin nhắn 05 gửi đến tổng đài 8534. Cảm ơn anh Đinh Văn Long. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với thí sinh tiếp theo, mã số 06. Thí sinh Lê Thị Cẩm Loan, 52 tuổi, hiện đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh.
Kính thưa quý vị, ca khúc Mùa Xuân, một ca khúc của Phạm Minh Tuấn, thơ Elena Superman qua phần thể hiện của thí sinh Lê Thị Cẩm Loan. Xin được trân trọng kính mời tiến sĩ Văn Thị Minh Hương có đôi lời nhận xét. Chào bạn Cẩm Loan. Trước hết thì tôi xin cảm ơn ông xã và hai con trai của chị đã ủng hộ. Nếu mà không có gia đình thì tôi nghĩ là khán giả với là bạn giám khảo không được nghe cái những cái giọng hát và những cái thể hiện rất là cảm động của chị. Cảm ơn anh và hai cháu. Đây là một bài thơ trữ tình, lãng mạn nhưng mà cách mạng. Có ai nói là nhạc truyền thống cách mạng là không lãng mạn. Chúng ta nghe và chúng tôi rất là xúc động. Tuần trước thì chúng tôi nghe chị hát bài Chiếc Lá Cuối Cùng của Tuấn Khanh. Đó là cái bài hát trữ tình lãng mạn. Hôm nay chị hát một bài hát làm tôi rất là xúc động. Thật sự là xúc động. Đến nỗi mà hồi nãy là MC mời tôi cũng vẫn còn nhìn chị. Cảm ơn chị. Và đó là một lời khen rất là quý báu đối với thí sinh Cẩm Loan. Xin được cảm ơn tiến sĩ Văn Thị Minh Hương. Quý vị có thể ủng hộ cho thí sinh nữ đầu tiên của đêm chung kết ngày hôm nay bằng cách nhắn mã số 06 gửi đến tổng đài 8534. Chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh tiếp theo của bảng B, cũng là thí sinh cuối cùng. Đó là thí sinh mang mã số 04 Nguyễn Thị Hồng Thúy, 52 tuổi, đến từ Bình Thuận. Có một người đang gánh hàng rong, cơn mưa vẫn rơi, tiếng sao buồn lạc lõng chơi vơi. Bao năm vẫn ngược xuôi, lòng vui thấy con thơ mỉm cười. Mưa ơi thôi đừng rơi, để mẹ về con chút niềm vui. Chóng qua chốn đô thành rực rỡ phồn hoa, còn đây dáng ai thân hào gầy oằn gánh trên vai. Cho con bao ngày vui, mẹ cay đắng xót xa ngậm ngùi. Ôm con trong vòng tay, mẹ quên hết bao nhiêu. Ghi mãi vào tim, không phút nào quên. Có đôi cánh hàng rong, tôi bước vào trong cuộc đời. Tiếng su thua năm nói là tiếng sao nuôi lớn đời chốn đô thành rực rỡ phồn hoa, còn đây dáng ai thân hào gầy oằn gánh trên vai. Cho con bao ngày vui, mẹ cay đắng xót xa ngập ngùi. Ôm con trong vòng tay, mẹ quên hết bao nhiêu mỏi.
Ca khúc Gánh Hàng Rong qua phần thể hiện của Nguyễn Thị Hồng Thúy đến từ Bình Thuận. Và bây giờ xin được kính mời nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu có đôi lời nhận xét ạ. Chà, không biết Bình Thuận thế nào chứ các thành phố bây giờ đang dẹp hàng rong. Mà không biết là chị Thúy, cái gánh hàng rong chị Thúy này có bị dẹp hay không. Nhưng mà nếu mà cảnh sát mà tới gánh hàng rong của chị Thúy ấy, thì chắc là không dẹp. Vì người đẹp mà hát hay, hát nói lên được cái nỗi khổ của cái người nghèo khổ. Mà tôi cho đây cái chuyện mà gánh hàng rong bây giờ không phải riêng gì Bình Thuận đâu. Có lẽ ta phải nghiên cứu thế nào hàng vạn, hàng triệu người gánh hàng rong. Nếu mà ta dẹp hàng rong thì ai sống làm thế nào thôi. Cho nên qua cái giọng hát của chị Thúy, tôi thấy cảm thông được cái nghề hàng rong của chị Thúy. Và giọng hay, hàng rong mà hay, chắc là đắt hàng. Dạ, xin được cảm ơn nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng muốn xin nhấn mạnh rằng đây chỉ là một lát cắt về ký ức của người mẹ ngày xưa thôi ạ. Mình không có bàn gì tới chuyện dẹp hàng rong đô thị ngày nay đâu ạ. Và nếu quý vị yêu thích thí sinh Hồng Thúy, xin hãy gửi tin nhắn 04 gửi đến tổng đài 8534. Xin cảm ơn chị Hồng Thúy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với các thí sinh của bảng C. Đường làng quanh co, dòng thu êm đềm, thả diều đá bóng, nắng cháy giữa đồng. Biển trời mênh mang, tôi bay ngày ấy, tiếng tu gọi, hãy nhớ biết bao. Tôi xa quê hương, bao trong trái tim không bao giờ xa. Lời mẹ ru con hiu hiu chưa hè, mùa lụt nước lũ bất ca giữa đường. Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy, biết đâu tìm lại, biết đâu cho tôi một ngày. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày âu thơ, những câu chuyện cô mẹ kể. Thank you.
thưa quý vị, ca khúc Quê hương tuổi thơ tôi, một sáng tác của Từ Huy qua phần thể hiện của thí sinh Danh Thị Hiền. Chúng tôi xin được kính mời nhạc sĩ Trần Long Ngẩn có đôi lời nhận xét. Hôm nay cái số tôi nó cũng hên. Nhận xét hai người đều hát hay cả. Hồi nãy là anh Đinh Văn Long, bây giờ tới cô Danh Thị Hiền. Tôi nói rất thật lòng vì kỳ trước đối với tôi đó, cô hát cái bài Đá Trong Chồng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, tôi cũng cho điểm cao và tôi cũng rất thích. Thì hôm nay bài của Từ Huy thì bản thân tôi thích ca sĩ Mỹ Tâm, hát rất là đạt. Bữa nay tôi không ngờ lại gặp một cái giọng hát, tôi không dám so sánh với Mỹ Tâm, nhưng cái độ thích thú của tôi thì cũng không thua gì thích Mỹ Tâm hát. Rất cảm ơn. Xin cảm ơn nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Quý vị có thể ủng hộ cho thí sinh với mã số 08 gửi đến tổng đài 8534. Xin được cảm ơn thí sinh Danh Thị Hiền. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến tiếp tục với thí sinh mang mã số 09, Lưu Thị Ngọc Phượng Em, 39 tuổi, hiện đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Tình bạn
sông buồn tim một dòng trôi. Bạc Liêu ơi, có nhớ chăng nào? Hồi ấy thanh xuân chẳng gần hào tròn như chi thương. Giờ tóc pha sương quá gần hào tiếc một dần trăng. Quý vị vừa đến với phần thi của thí sinh Lưu Thị Ngọc Phượng Em với bài hát dự thi Đêm Gành Hào nghe điệu Hoài Lan, một sáng tác của Vũ Đức Sao Biển. Xin kính mời tiến sĩ Văn Thị Minh Hương có đôi lời nhận xét. Chắc rất nhiều quý vị khán giả cũng như mấy anh, mấy chú trong ban giám khảo không biết. Tôi có đọc sơ qua cái sơ yếu lý lịch của cái thí sinh 09, người có cái tên rất đặc biệt đó là Lưu Thị Ngọc Phượng Em. Bạn hiện nay là MC trong các nhà hàng tiệc cưới. Thứ hai nữa là tôi được biết là bạn cũng là cộng tác viên của cái trung tâm văn hóa quận Bình Chánh. Ngoài ra thì bạn là tham gia cả cái câu lạc bộ đờn ca tài tử nữa. Và đặc biệt bạn cũng là một thợ may. Tôi liếc qua và tôi thấy bái phục. Vì bản thân tôi là quản lý một cái trường, tôi nghĩ là mà cái năng lượng của bạn, đặc biệt là có thời gian sắp xếp để tham gia các cuộc thi hát hôm nay, thì thật sự là rất là kính phục bạn. Về cái bài hát thì tôi nghĩ không nói thì chúng ta cũng thấy rồi, đã từng tham gia cái câu lạc bộ đờn ca tài tử, do đó cái bài hát mà bạn chọn là sở trường của bạn, và tôi thấy bạn hát rất là đạt. Nếu anh Vũ Đức Sao Biển mà ngồi đây thì tôi nghĩ anh cũng rất là thích. Chào bạn. Xin cảm ơn tiến sĩ Văn Thị Minh Hương. Quý vị cũng có thể ủng hộ cho thí sinh Phượng Em bằng cách gửi mã số 09 đến tổng đài 8534. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh cuối cùng của bảng C, cũng là thí sinh cuối cùng của buổi thi ngày hôm nay, Nguyễn Thị Hồng Liên, 39 tuổi, đến từ Bình Dương, mã số 07. Bài hát của chúng ta.
anh sẽ hát bài hát của chúng ta. Hãy hát lời lửa cháy bằng trái tim tình yêu. Hãy hát lời tình yêu bằng trái tim lửa cháy. Hãy hát lời lửa cháy bằng trái tim yêu thương. Hãy hát lời yêu thương bằng lửa cháy trong ta. Hãy hát lời lửa cháy bằng trái tim tình yêu. Hãy hát lời tình yêu bằng trái. Ca khúc Điệp khúc tình yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần thể hiện của Nguyễn Thị Hồng Liên đến từ Bình Dương. Và bây giờ xin được kính mời nhạc sĩ Quốc Trung có đôi lời nhận xét ạ. Tôi không biết tập cuộc thi này dành cho cả ca sĩ chuyên nghiệp hay là được đào tạo cũng được tham gia. Chỉ hạn chế tuổi hay là hạn chế cả về chuyên môn? Dạ, bất kể ai miễn trong độ tuổi đó là có thể tham gia được. Chắc xin lỗi chị, chắc là chị đã ca hát nhiều hay là ca sĩ lâu năm rồi. Trông thứ nhất là trông chị diễn rất là bản lĩnh, rất là chủ động. Và thứ hai, cách hát cảm giác như là phải là một ca sĩ chuyên nghiệp đã đi từng đi hát rất là nhiều rồi. Không biết tôi có làm lộ bí mật với thí sinh không, hoặc là có đoán sai không, nhưng mà chị cảm giác là chị thứ nhất là tất nhiên là hôm nay chủ đề hôm nay thì chị chọn bài hát về quê hương, nhưng tôi cảm giác là chị như là một ca sĩ nhạc gia mà đã có rất là kinh nghiệm, và khi biểu diễn thì rất là chủ động và rất là tôi tin chắc là chị sẽ còn thành công nữa. Xin cảm ơn lời khen tặng của nhạc sĩ Quốc Trung. Quý vị có thể ủng hộ cho thí sinh cuối cùng của đêm thi ngày hôm nay bằng cách soạn 07 gửi đến tổng đài 8534. Xin được cảm ơn chị Hồng Liên. Và thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta chỉ còn có đúng 5 phút nữa thôi ạ, là tổng đài nhắn tin sẽ đóng lại. Vì vậy nên quý vị hãy nhanh tay nhắn những tin nhắn cuối cùng để bình chọn cho thí sinh mà mình yêu thích nha quý vị. Còn bây giờ mời quý vị đến với ca khúc Hát từ nguồn cội qua phần thể hiện của nam ca sĩ Đức Tuấn. Theo sông Hồng mở lối
Giê-xu. Thăng lũ lụt thăng cơn hạn hán mà nên đi điệu chèo trong chèo vui tươi dựng nước ấy lại còn giữ nước vì giống nòi đạo lý nghĩa nhân theo nguyện trái trung kiên theo gương thuở trước mà nên ca chu nên điệu hát văn. Tiếng hát ấy theo dòng lịch sử từ Quảng Trung đại nghĩa Mu Xuân hơi bắc hơi nam như đôi dòng sữa để cho đời đẹp khúc Nam Xuân. Lại một bản hành dân một điều họ mai đây cò nước giữa từng mây cho tiếng hát mẹ âu cơ ôi ngọt ngào biết mấy đấm chinh rồng thành giọng cổ nghĩa nhân trong đồng đàn đa con ngân âm hưởng cội nguồn từ nỗi trầm chân ngã cho trăm con tự hào biết mấy cho gian đứng Việt Nam đẹp đẹp mãi đến bây giờ cho dáng đứng Việt Nam đẹp đẹp mãi mùa xin cảm ơn ca sĩ Đức Tuấn. Và kính thưa quý vị, để xem lại trọn vẹn các tiết mục thi trong đêm thi ngày hôm nay thì quý vị hãy truy cập trang web của cuộc thi www.tienghacmaixanh.com hoặc là fanpage của Tiếng Hát Mãi Xanh trên Facebook. Thưa quý vị, góp phần làm nên thành công của cuộc thi, ban tổ chức chân thành cảm ơn đơn vị tài trợ độc quyền, đơn vị đồng hành với cuộc thi suốt 5 năm qua, nhãn hàng Sam Alipass Platinum. Xin cảm ơn các đơn vị hỗ trợ màn hình Hồng Nhân, trang điểm làm tóc Huỳnh Lợi, trang phục Trí Lữ Gia, dạ hội By Ice, trang phục Nam Adam Store. Hình ảnh Lý Võ Phú Hưng, video clip và dựng phim Auto Film Group và hệ thống bình chọn SV Media. Còn bây giờ, trước khi đến với các giải thưởng của đêm nay, chúng tôi xin được chúc mừng hai khán giả may mắn đã nhận được phần quà là 5 triệu đồng tiền mặt và 3 tháng sử dụng sản phẩm Sam Alipass Platinum. Và xin phép được ẩn hai số cuối của thuê bao điện thoại để tránh cho quý vị bị làm phiền. Xin được chúc mừng cho số điện thoại 0949108 9XX và số điện thoại 0903030 1XX. Và trong sáng thứ hai thì ban tổ chức sẽ liên lạc đến quý vị từ số điện thoại 0838222517 để tiến hành trao giải. Và giờ đây chúng ta sẽ đến với giải thí sinh thể hiện ca khúc về quê hương đất nước và âm hưởng dân ca truyền cảm nhất do ban giám khảo báo chí bình chọn. Mời quý vị cùng hướng về màn hình xem đó là ai. Người ơi đâu
thưa quý vị, tiếng thì chưa lên nhưng mà chúng tôi đã kịp nhìn hình ảnh, đó chính là thí sinh Danh Thị Hiền, mã số 08. Và giải thí sinh được yêu thích nhất đêm thi do khán giả bình chọn sẽ thuộc về thí sinh có số phiếu bầu 31,1%. Xin chúc mừng thí sinh Đinh Văn Long, mã số bình chọn 05. Và xin được trân trọng kính mời nhạc sĩ Phan Hồng Sơn, trưởng ban ca nhạc Đài Truyền Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện ban tổ chức sẽ lên trao giải thưởng thí sinh thể hiện ca khúc về quê hương đất nước và hưởng dân ca truyền cảm nhất. Cùng với ông Nguyễn Hoài Quốc, giám đốc nhãn hàng Sam Alipas Platinum, sẽ lên để trao giải thưởng thí sinh được yêu thích nhất đêm thi thứ hai cho thí sinh Đinh Văn Long. Xin được chúc mừng thí sinh Danh Thị Hiền và thí sinh Đinh Văn Long. Và xin được cảm ơn nghệ sĩ Phan Hồng Sơn. Cảm ơn ông Nguyễn Hoài Quốc. Và kính thưa quý vị, đêm chung kết thứ hai Tiếng Hát Mãi Xanh 2015 cũng sẽ được kết thúc. Đêm chung kết thứ ba Đêm Tình Ca sẽ diễn ra vào thứ sáu tuần sau vào lúc 20:30 ngày 26 tháng 6 và truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9. Và đêm thi thứ ba cũng là đêm xác định các ngôi vị nhất, nhì, ba của mỗi bảng. Thật là hồi hộp phải không ạ? Quý vị hãy cùng đón theo dõi cùng với chúng tôi nhé. Còn bây giờ thì xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Có những lúc bao nỗi buồn, bao thăng trầm, tan nát lòng.